Ở video đi tìm hình mèo lần trước, sau khi đi qua rất nhiều nơi, chúng mình đã phát hiện một ngôi nhà nằm sâu trong rừng. Liệu trong ngôi nhà này có gì? Chúng ta cùng khám phá trong video ngày hôm nay nha. Ôi, anh ơi, cánh cửa hôm nay đóng, chắc chắn là có người rồi. Hay là gió anh? Anh cũng không biết được, thế thì mày vào kiểm tra xem là người hay là gió đóng. Em sợ lắm. Mày đi. Thôi, nhường cho cò đi. Cò đi vào trước đi. To như con trâu đúng không? Cứ hốt hốt. Thôi nhường cho hà sao. Các bạn ơi, hôm trước ấy thì trời nó âm u quá, mà ấy nhìn ngôi nhà nó càng tối càng âm u càng bí hiểm, nên là bọn mình ấy không ai dám vào hết. Bọn mình phải đợi đến ngày hôm nay trời nó nắng như thế này này thì nhìn nó bớt ghê hơn các bạn ạ, thì bọn mình mới dám vào đây khám phá. Thì đã vào đây rồi thì tất cả cùng vào một lúc đi. Đi. Rồi chúng mình đang đi vào để xem là ngôi nhà này có cái gì bên trong các bạn nhá. Có người ở hay là không có người ở? Thì nhanh lên anh ơi. Cứ từ từ thôi, dần dần sẽ vào đến nơi đúng không các bạn? Nó còn có cái tiếng gì nó kêu ấy. Các bạn ơi, các bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình đi khám phá ngôi nhà này cho các bạn xem nhá. Ôi ôi ôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Không có gì anh ạ. Cả một khu rừng rộng lớn như thế này các bạn ơi, không có một ngôi nhà nào, chỉ có mỗi một ngôi nhà chỗ kia thôi. Bên này nữa này, xung quanh là rừng hết luôn. Ôi, các em ơi nhìn gì đấy? Có cá ngoài ra đây. Anh ơi, em thấy động nhiều lắm mà ở dưới này rất nhiều con nòng nọc này anh ơi. Những con nòng nọc này trong đoạn nó biến thành con nhái và con ếch kìa đúng không? Đúng rồi. Rất nhiều luôn. Chúng mình đang tiến sát vào ngôi nhà này rồi các bạn ơi. Hình như là một ngôi nhà bằng đất. Ui. Anh ơi, trong nhà có gà mới có cả cún con anh ạ. Ui, chứng tỏ là có người ở rồi. Ui, rất nhiều gà luôn các bạn ơi. Ui, có một đàn cún con này. Ui. Ê. Nhìn thích không? Rồi chạy đến chỗ chị Hà Sam rồi các bạn ơi. Mấy em cún con này nhìn xinh quá anh ạ. Ui, xinh quá đây này. Ôi trời ơi. Tất cả đều màu đen hết Hà Sam ơi. Đúng rồi. Ui. Này, okay. Ghê gớm lắm nha. Bé như thế này mà đã biết trông nhà rồi đấy anh ạ. À, đây. Chú cún này tai cụp nhìn rất dễ thương luôn này các bạn ơi. Ôi, mấy em này em nào cũng mập mạp đáng yêu luôn anh ơi. Nhìn này. Hello, xin chào anh Gân Đỏ. Ui, anh ơi, mà em thấy là nếu mà có cún con thì chắc chắn là phải có cún mẹ đúng không anh? Mà em không thấy cún mẹ đâu anh ạ. Đúng rồi, nếu mà có cún mẹ ở đây thì em mà sờ con của cún mẹ này thì cún mẹ cắn cho một cái thì... có người mở cửa. Có ông ở trong nhà, có cháu ông. Có cháu ông ạ. Anh. Vâng. Đây, hôm nay con vào con tham quan nhà ông không ạ? Vâng. Vâng. Ông cho con quay review xung quanh nhà ông nha. Tự nhiên mình. Vâng, con cảm ơn ông ạ. Ông đang nấu cơm các bạn ạ. Ông bà đang nấu cơm ở đây này các bạn ơi. Ui, nồi cơm sủi rồi. Hà Sam có biết nấu không? Nhưng mà em toàn nấu bếp điện, em chưa biết nấu nồi cơm củi như nào. Bây giờ là con cứ khoắng đúng không ông? Đào đều cho nó đỡ dính. Để người ta xem. Nhưng mà lửa hơi to anh ạ. Bây giờ nó, thế thôi, tí nữa là cặn. Để nó cặn nước cơm, cứ kẻ nó sôi thế xong. Vâng. À, Sam nay được trải nghiệm nấu cơm. Bố nấu cơm bếp củi luôn nhá. Em mà nấu cơm không thành công một tí nữa nhả thì bắt đền em ấy hả Sam ạ? Lần ngày xưa là ví dụ như là bắt đầu em học nấu cơm là sẽ ghế cơm 3 lần. Tức là mình khoắng 3 lần. Đấy. Đúng không ông? Chứ không phải khoắng mãi đâu. Rồi, hình như có vẻ cạn rồi. Chắc là bây giờ đậy vung vào rồi. Chưa. Đợi một lát nữa là có cơm chín ăn rồi các bạn ơi. Chỗ này thì có một cái gốc cây rất là to luôn, bị mục hết rồi. Chắc chắn là rất lâu rồi. Có cả vòi nước nữa anh ạ. Đây, có khóa này. Ôi, có nước luôn. Ui, mát lắm rồi. Đâu, em chờ. Rửa mát chứ, rửa luôn. Nhưng mà không biết cái nước này dẫn từ đâu về anh ạ. Đây là trong rừng, thì chắc chắn nước này từ trong khe suối chảy ra đúng không cô? Đúng rồi ấy. Thế nên mới mát như thế. Ôi, thích lắm. Ôi, tay anh đen chì đúng không ạ? Rửa đi. Nghe ông nói thì mẹ của mấy chú cún này là đang đi chăn trâu với lại bà rồi. Còn mấy chú cún này nằm dài ở nhà đợi mẹ này các bạn ơi. Rất là ngoan luôn. Đây này.
Đây là vừa chơi chán xong bây giờ là buồn ngủ. Đây bạn này nằm một mình một chỗ. Chắc là nằm bên kia không ai cho chơi cùng rồi đúng không? Tại vì nhìn khác quá. Ở đây có những cái đồ mà em chưa nhìn thấy bao giờ anh ạ. Ví dụ như là cái đây cái gọi là cái quang gánh. Quang gánh. Nhưng mà bằng trúc à bằng mây. Mây, mây, dây mây anh ạ. Đan bằng dây mây quang gánh luôn ấy. Chỗ này là kho cất củi nhà ông bà các bạn ơi. Ông bà tự làm cái chổi này luôn. Ui anh ơi, một cái chổi siêu to khổng lồ bằng tre luôn. Ôi, to lắm luôn đấy anh ạ. Đây là cái chổi này là chổi mới làm đúng không? Còn chổi này là chổi đã quét mòn rồi các bạn ạ, dùng hết lá rồi. Hai chổi rất là xịn luôn. Ở đây có một kho củi luôn này. Ui. Còn bên trong này là bếp nhà ông bà. À, bếp ở trong này. Ờ, bếp nhà ông bà trong này thì hơi tối. Ở trong này không có điện đâu các bạn ạ. Bóng điện đây là trong này nghe ông bảo là dùng bằng năng lượng mặt trời. Có nghĩa là bóng này vẫn có thể sáng được các bạn ạ. Ui, đấy, sáng được luôn này. Các bạn biết vì sao không? Tại vì là có năng lượng mặt trời ở trên đỉnh mái. Nhưng mà năng lượng mặt trời là nó to như thế này luôn đấy các bạn ơi. Cái cửa nhà ông bà thì được làm bằng tre này các bạn ơi. Ôi anh ơi, anh nhìn này. Cái vết mở cửa này. Ở đây là còn có một cái giá treo đồ này của ông bà nữa này. Ui. Bên trong này ông bà có một cái chạn bát này. Wow, rất nhiều dao luôn. Rất nhiều dao, rất nhiều vỉ nướng, xiên nướng này. Ông bảo là ấy, bình thường ví dụ như là trời lúc nào mưa thì ông sẽ nấu ở trong này. Còn ví dụ hôm nào trời nắng đẹp đẹp thì ông sẽ nấu luôn ở ngoài sân. Nấu ở ngoài cho thoải mái đúng không? Đúng rồi. Ở trong này nhà ông bà cũng có một cái bếp củi này các bạn ơi. Một cái bếp củi và ngồi đây nấu mà nếu mà mùa đông thì rất là ấm áp đấy. Ông bà nấu rất lâu rồi nên là tường đây bị đen xì hết rồi các bạn ơi. Ở đây còn có một cái không biết là cái gì đây này. Bán rất lâu rồi, ông bà còn treo cả một quả mướp để lấy hạt làm giống trồng cây. Anh có đỡ, anh có nhìn thấy cái bảng năng lượng mặt trời tiết ở trên kia không? Anh nhìn thấy rồi mà hôm nay nắng to như thế này thì sẽ rất nhiều điện đúng không? Đúng rồi, nếu không ấy thì tại vì ở đây là một cái khu mà kiểu cách biệt như vậy thì làm sao mà kéo dây điện được vào đúng không anh? Đúng rồi. Mà đây chính là nhà chính nha. Chúng mình vừa mới xin phép ông là được đi vào nhà rồi các bạn ạ. Ui vào đấy mát lắm anh ạ. Mát nhờ. Ở trong cái nhà tường bằng đất như này rất là mát luôn mà trong này xung quanh là rừng. Với lại ông có nói là căn nhà này là đã xây dựng được 40 năm rồi. Khá là lâu rồi đúng không? Đúng rồi, à, 40 rất năm rất rồi. Lâu rồi chứ rất không phải lâu. Khá lâu nữa. Còn hơn cả tuổi của em nữa anh có đó ạ. Ở đây thì có hai cái giường, một cái giường bên này và một cái giường ở bên kia. Nhà ông bà còn nuôi rất nhiều gà đấy các bạn ạ. Mà gà trong này bay rất là nhanh. Gà mà bay như chim luôn đấy anh. Có. Em biết tổ gì đấy không? Chuồng chó hả anh? Chuồng chó. Đây này, để xem nào. Nhưng mà cẩn thận, ong đốt rất là kín luôn. Không có ong nào anh. Ông bảo là ong bay mất rồi các bạn ơi. Ông bay mất rồi, nếu không là chắc chắn là nó sẽ bị nó đốt. Ông còn có một cái gốc cây để làm gì ấy? Trái á. Các bạn. Hướng ong đến đây. Hướng ong. Dụ ong đến. Rất nhiều đồ lạ mà lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn các bạn ơi. Đây anh ơi, có cái lỗ để cho con ong nó chui vào. Sau khi nấu xong nồi cơm thì ông đang nấu siêu nước rồi các bạn ạ. Đây nồi cơm nó ngay đây. Wow. Chín rồi, nhìn rất là ngon, rất là thơm luôn các bạn ơi. Nếu mà để cho cò mà nấu nồi cơm này thì chắc chắc vẫn ngon như thế rồi chứ. Đi thế anh trở lại thành cháo. Ôi, ngày xưa em nấu rồi. Bên này thì ông bà đã làm một dàn bầu rất rất đẹp luôn các bạn ơi. Ở trên là bầu này, còn ở dưới là chu hào. Wow, nhìn rất là trong lành mát mẻ ấy. Mà đan những cái này rất là xịn sò luôn ấy anh ạ. Rất là đẹp đều tâm tắc luôn ấy. À, còn bên này ông còn trồng cả thanh long nữa này các bạn ơi. Ông bảo đây là thanh long còn trồng lên cây mít nhưng mà cây mít bị bật gốc. Đây là gốc của cây mít này. Bây giờ nó nghiêng như này luôn. Lúc đầu tiên vào ấy thì bọn mình đi vào đường này. Thế nhưng mà ấy, vừa nãy ông có nói với bọn mình ấy là phía bên đường này á tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa. Ôi, thì sẽ gặp luôn. Càng sâu càng đẹp. Càng đẹp hơn đấy các bạn ơi, càng sâu càng đẹp. Mà trong đấy ấy, ông có nói là dưới suối là sẽ có hai căn nhà rất là nhỏ, rất là kỳ bí. Mà ấy sẽ có 5 căn nhà tiếp theo nữa là ở bên khe. Có nghĩa là bên sâu ở trong núi nữa các bạn ơi. Mà ấy, những căn nhà này là sẽ được chạy dọc theo khe suối các bạn ạ. Mà mình không biết là khe suối ấy, mà cái nơi đấy nó hiểm trở như thế thì không biết đây là ấy, ngôi nhà nó sẽ có hình thù hay là nó sẽ như thế nào các bạn ạ. Em có muốn biết nó như thế nào không? Có. Thế thì bây giờ anh em mình
tạm biệt ông, anh em mình sẽ đi vào đường này khám phá tiếp, có dám đi không? Có. Dám đi, đợi em đi. Thế đi. Thôi 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 anh ơi, sợ lắm chắc anh ơi. Thôi thôi, chúng mình ra lấy xe rồi đi nhá. Vâng. Đi xe và xuống đến suối, qua suối được mà. Đã vâng, vâng. Qua suối xong cái nó có cái đường mòn vào lán nó. Vâng. 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 Thưa con chào ông ạ. Vâng. Vâng. Chào ông nha. Ông sẽ đi vào đây để khám phá tiếp. Vâng. Xong cái đi mãi vào trong cái trong trước nó có nhà nhưng bây giờ không có. Vâng. Vâng vâng, thôi con vâng, đi vào trong xem. Vâng. Ông bảo là bên trong này trước đây là có nhà nhưng mà bây giờ thì không có nhà nữa, chỉ có các lán thôi các bạn ơi. Chúng mình sẽ đi sâu vào trong xem sao nhá. Đi rồi. Rất là sâu rồi các bạn ơi. Từ nãy đến giờ anh em mình ấy phải đi được 2 cây số rồi đấy anh ạ. Mà vẫn chưa thấy có cái gì cả. Càng đi vào thì rừng ở trong này càng rậm rạp. Ở đây cái ngã ba này, bên này một đường và bên này một đường. Không biết đi đường nào anh ạ. Anh nghĩ là đi cái đường này to hơn này, cái đường này bé hơn. Đi hả Tam ơi. Ui đường này rất dốc luôn các bạn ơi. Liệu ở trên này có cái gì không? Theo như là lời ông nói ấy, thì bảo là ấy, căn nhà ở trong rừng đấy. Ui anh ơi nhìn cái kia kìa. Ui có một cái cây này các bạn ơi. Siêu to siêu khổng lồ luôn. Mà bị đục hết ở thân ở trong này. Ui. Ui, ui. Anh ơi cây này vẫn sống anh ạ. Vẫn sống mà Sam. Chẳng qua là kiểu lâu năm quá rồi, già quá rồi mà là bị khoét lỗ đây này. Bị nhiều bị sâu ấy đúng không? Ôi, như kiểu là sâu đục thân hả anh? Ủa, rất là to. Đi Hà Tam ơi. Em nhớ lời ông nói thì ông có nói là cái căn nhà đấy thì sâu hun hút mà tách biệt ở trong khe suối ấy anh. Ông bảo đấy là cái lán chứ phải cái nhà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hình như là rất là đẹp ấy. Tách biệt với lại thế giới con người. Đúng rồi. Ui, anh cứu đỏ ơi, đúng như lời ông nói anh ơi. Ở trong suối có một căn nhà. Ui, có một căn nhà rất là đẹp luôn các bạn ơi. Anh em mình thử đi vào căn nhà xem sao. Từ từ các em nhá, tại vì ở chỗ này rất nhiều đá, đi phải cẩn thận không nguy hiểm đấy. À, em thấy vô lý lắm. Tại sao ấy, giữa một cái cánh rừng mà cứ như là nguyên sinh như thế này mà tự dưng lại có một căn nhà anh ạ? Ai đã làm ra nó? Mà ngôi nhà này anh còn thấy xây bằng tường gạch cơ. Ôi, cẩn thận. Ôi, ôi, ôi. Ở đây còn có một cái vũng nước này các bạn ơi, rất là rộng luôn. Ôi mà vũng nước này á, sâu lắm anh ạ. Liệu có cá không anh nhỉ? Anh nghĩ là ở bên dưới này có cá đấy. Còn có cả cái thang này các em ơi. Ôi. Ui, đây có một cái thang để làm gì nhỉ, Sam nhỉ? Anh ơi, chắc là để trèo lên cây anh ạ. Trèo lên cái cây này để làm gì? Hái quả hay. Nope. Có thấy quả nào đâu? Thì chắc là người ta hái hết rồi. Ui, các bạn nhìn cái rễ cây à. Nó bám theo đá nhìn rất chứng tỏ là cái cây này rất là lâu đời rồi ấy. Ui, bây giờ các em đi vào cái nhà kia đi. Anh lớn nhất ở đây, anh vào đi. Em vào trước đi. Thôi thôi thôi, anh vào khám phá trước đi. Có. Thôi được, anh em cùng đi. Anh ơi, đúng như lời ông nói là bây giờ chúng mình đã khám phá ra ngôi nhà này rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào ngôi nhà này để xem bên trong có cái gì các bạn nhá. Xem có đẹp không. Có cái gì anh ơi? Đây. Cái này. Nó điện lắm. Ôi ôi. Ôi. Trong này nó đen xỉ anh ơi. Mà giữa cái lỗ lỗ kia tự dưng nó có hiện lên cái gì nó trắng trắng này này anh ơi. Đây là như kiểu mảng bị bong tường hay sao ấy. Ui đây giống như kiểu là một cái lò nướng bánh. Nhưng mà cái lò nướng bánh nhưng mà to đùng như thế này nhỉ. Đây là cái ống khói này anh ơi. Đúng rồi, nhưng mà to lắm á. Siêu to chừng. Lò này mình còn chui được vào cơ. Chui đi. Để anh chui vào xem nào. Biết đâu còn sót cái bánh nào. Hả? Ôi dồi, vừa anh gấu đỏ luôn. Ui, bên trong này rộng lắm các bạn ạ. Rộng ơi là rộng luôn. Mỗi tội là hơi tối luôn các bạn ơi. Đây này, cái tường này là bị cháy đen này, bong chóc hết rồi này. Nhìn như miếng bánh, bánh cháy á. Sô-cô-la, là miếng không có ấy. Thôi em không đói anh ạ. À sao? Thôi. Nhìn này. Bên trong này còn có một cái lỗ này, không biết là... À, lỗ này ra ống khói các bạn ạ. Em ở đâu? Đâu? Cho mày quay vào cái ống đấy đi. Ui, có nhìn thấy em không? Không biết, có nhìn thấy không? Anh không nhìn thấy gì. Hello. Rất là tối các bạn ạ. Thôi, thôi, thôi. Đi ra, đi ra. Theo như những gì anh cảm nhận được thì anh đoán đây là một cái lò nướng. Nhưng mà chưa biết là nướng cái gì. Có khả năng là nướng bánh. Còn đây là
cái bậc thang lên bằng đá luôn các bạn ơi, rất là chắc chắn luôn. Đây là một căn nhà gỗ xây bằng gạch luôn này, rất là chắc chắn. Ôi anh ơi, em cảm giác cái ngôi nhà này nó rất là nhỏ bé anh ạ. Em liên tưởng đến những ngôi nhà của người Hobbit ấy, người mà bé bé ấy. Người lùn đúng không? Đúng rồi, người lùn ấy. Đây này, đây là cái đường đi xuống. Một bên bậc cái này là bị gãy đâu rồi ấy. Họ làm rất là thô sơ các bạn ơi, không có đinh đóng đâu mà người ta làm bằng những cái gỗ người ta đóng vào này. Đó. Bên trên này là có bậc đi xuống này, chắc là bình thường người ta đi xuống đây để tắm hoặc là làm gì ấy đúng không? Ui, những cái cột nhà rất là chắc chắn luôn. Ôi, anh ơi, nhìn em ngồi ở đây ấy, giống như là kiểu như là nhà của em không anh? Nope. Em có thích cái nhà này không? Anh cho em luôn. Không, em sợ. Đây này các bạn ơi, mình đứng là mình phải cúi này, nếu mà mình đứng thẳng này. Đứng thẳng là khả năng là bị cột đầu ở đây. Đây là bây giờ cái cửa này cũng thế, đây là cái cửa rất là thấp. Chứng tỏ nhà này là dành cho những người như kiểu là tí hon, siêu nhỏ các bạn ạ. Mình đi vào đây là mình phải cúi. Đây là sao này? Em nhìn vào xem bên trong này. Đó. Ủa, chỗ này có một cái như một cái giường ấy, em đi hẳn vào trong đi. Có con gì không anh ơi? Đây, hình như có con gì ấy. Ui, đâu? Đây, những cái vân vân này này. Đây này. Đâu? Kinh quá anh ơi. Những cái cục mình ở đây. Đất này. Đây là các bạn nhìn thấy không? Đây, con gì nó cắm ở đây nhỉ? Đây là mối làm ấy, đây này. Đất này có một cái bếp này anh ơi. Ui, xịn xò chưa? Ở đây có một cái bếp này. Ở trên này đặt nồi nấu ăn đúng không? Còn ở dưới là đốt để nấu. Đây là ống khói này. Wow, nhìn rất là thô sơ nhưng mà nhìn rất là xịn đấy các bạn ạ. Còn bên trên này, trong ở ngoài cửa thì thấp nhưng bên trong nhà rất là cao, tại vì người ta làm cao như thế này để mát mẻ. Cái giường này anh ơi. Anh ơi, cái giường này giường mình mà lên chắc là sập. Cái giường này người ta cũng đóng rất là thô sơ. Cái gì đấy? Con nấm anh ơi. Chứng tỏ nhà này đã bị bỏ từ rất lâu rồi. Còn cái này để làm gì đây? Cái này có phải là để người ta làm bát, làm đũa, làm cốc uống nước không nhỉ? Nhưng mà nó lại mà tại sao lại cháy điện thế này? Đây không phải cháy mà đây là bị mốc các em ạ. Để lâu quá nước vào bị mốc. Còn bên trên này, người ta làm bằng tre và gỗ, nhìn rất là chắc chắn đấy. Cái nhà này mà anh nghĩ là cho Hà Sam ở đây cũng được. Đúng rồi, cái gì? Còn đi sang bên này các bạn ơi, sang bên này trong có gì không? Đây là một cái ống khói rất là cao. Tại vì người ta có bếp ở trong nhà nên là phải có những cái ống khói này để khói ra ngoài không sẽ bị ngạt. Cái nhà nhìn rất là nhỏ nhưng mà rất là dễ thương ấy. Rất là đẹp luôn. Bây giờ anh em đi đâu đây? Em đoán đi là trong này nó là một kiểu như là bản làng của người tí hon ấy anh. Trong khi trên này là còn nhiều nhà nữa. Không đâu, đây ở trong giữa rừng sâu rồi, tớ nghĩ chắc chỉ có một cái nhà này thôi. Hà Sam thì đang nghĩ là đi thẳng đi đây là còn một bản làng của người luôn. Còn cò thì nghĩ là không có. Thế thì anh nghĩ là đi lên để xem có hay không. Chúng mình khám phá tiếp các bạn nhé. Nhưng mà anh nhìn xem, cái dốc này này, nó rộng đứng như thế này cơ mà. Đi là nguy hiểm lắm ấy. Anh em mình thấy thì phải cẩn thận. Đi. Quân híp nó lại khôn, nó bảo em đợi ngoài kia. Có khi bây giờ nó về ăn cơm nọ. Hà Sam bây giờ vừa đi vừa bò rồi các bạn ạ, không thể đứng thẳng lên đi nữa tại vì dưới này này vực rất là sâu mà đá vừa mưa xong rất là trơn. Cẩn thận đấy. Ui ui. Đồ đạc thì chúng mình mang rất là nhiều. Có cái chai anh ơi. Chai này chắc là chảy theo dòng suối đây này. Các bạn nếu mà có đi ra suối chơi thì cũng không được bỏ rác ở đây đâu các bạn nhé, rất là ô nhiễm môi trường ấy. Đây này, chỗ này có cả ni lông này, rồi bao tải này, rất là bẩn luôn. Không biết ở bên trên này có gì nữa không, nhưng mà chúng mình đang đi theo dọc theo con suối này lên. Hy vọng là có một bản làng người lùn ở trên đấy các bạn nhá. Hoặc là có cái gì đó để cho chúng mình khám phá. Đây rất là trơn các bạn ạ. Ui ui. Hà Sam đi cẩn thận đấy. Có anh ơi, có ai. Cái thay anh cầm nhá. Ở đây suối thì cạn nước nhưng mà đá thì rất là nhiều. Ui ui. Mình phải cần nắm chắc các bạn ơi. Khung cảnh này rất là đẹp đúng không Hà Sam? Rất là trong lành, yên tĩnh luôn. Mimi. Không nghe thấy một tiếng người nào nhỉ? Một tiếng chim rồi anh ạ. Em leo lên đây mà em mệt bỏ hơi tai rồi. Cái này mặc cái áo này bảo trời lạnh lắm, em mặc cái áo này bây giờ toát lên mồ hôi rồi. Các bạn ơi. Cò bắt đầu nóng cởi áo rồi đấy. Cởi áo anh ạ. Ê, đừng cởi áo đây các bạn nhìn thấy.
Ui ôi, toát hết mồ hôi anh ạ. Đó các bạn thấy không, làm một video rất là vất vả. Nên là các bạn ở nhà các bạn xem nhớ ủng hộ chúng mình bằng cách bấm đăng ký kênh để tăng thêm động lực cho chúng mình làm nhiều video hay hơn nữa nha. Anh ơi, lại có một ngôi nhà tiếp theo. Đấy em bảo rồi mà, chắc chắn ấy, đây là một cái kiểu như làng của người tí hon rồi. Ủa, các bạn ơi, đi gần vào đến nơi để khám phá xem, xem là có gặp người tí hon nào đây không. Ui, ui cái nhà này như bỏ rồi các em ơi. Cái nhà này bỏ rồi từ rất lâu rồi. Ở đây có một cái bậc thang này, chắc là lên tầng 2 hay sao ấy, nhưng mà đã bị mục hết rồi này các bạn ơi. Mục hết rồi, từ lâu lắm rồi. Ui, ui, mối này. Ui. Anh ơi, trong nền nhà ấy còn mọc cả cây khoai anh ạ. Tại vì cái nhà này có, anh đoán là có từ rất lâu rồi và người ta đã bỏ đi rồi. Và đặc biệt là cái nhà này cũng là một cái nhà rất là bé luôn, đúng không các em? Rất là nhỏ luôn, chắc là dành cho người tí hon ấy. Đây là cái cửa này, bình thường cái cửa nó phải cao hơn đầu em đúng không? Mà cái cửa bây giờ nó thấp đến như này thôi. Ui anh ơi, cái cửa sổ gì mà bé tí tiêu tiêu ấy, với khuôn mặt đây anh ạ. Thôi em thò đầu ra vừa mỗi cái đầu của em thôi. Rất là bé, rất là nhỏ. Bên trong này, cò đứng vào đã mất nửa cái nhà rồi các bạn ạ. Nhưng mà ai có nghĩa là ai, căn nhà này nó lại không có mái anh ạ. Tại vì nó hỏng rồi em, chắc chắn có mái trên nhưng mà bị mưa gió hỏng hết rồi. Bên trong này, đằng sau này còn không đây này các bạn ơi, ở trên là toàn những cây tre, chắc là bị gãy cành tre rơi vào thôi. Tại sao họ lại bỏ cái này đi anh nhỉ? Thì người ta không ở nữa, chắc là có thể người ta đi vào bản làng, người ta đi sâu tít vào trong để người ta ở. Ôi anh ạ. Thế thì mình phải đi lên trên này nhé. Để các bạn ơi, chúng mình sẽ đi theo con suối này, men theo những hòn đá này và đi lên tít trên kia để xem có không các bạn nhé. Hy vọng là sẽ gặp một bộ tộc người lùn ở trên này. Ui, các em nhìn thấy không? Trên kia có mấy cây gỗ kìa, hình như là một cái giường. Thế chứng tỏ là vẫn còn anh ạ. Vẫn còn người lùn sống ở trong này. Đúng rồi, đi vào. Thế thì anh em mình sắp khám phá ra một bản làng người lùn ở trong này rồi các bạn ơi. Đâu là mình gặp được người lùn trực tiếp thì sao? Trong này rất kiểu rừng rậm, rất nhiều cây to luôn các bạn ơi. To và tán lá rất là to, đá cũng nhiều nữa. Đi đi các em ơi. Đi bên nào bây giờ anh ơi? Đây đi theo cò kia. Hy vọng tí nữa gặp một bản làng người lùn, người ta sẽ cho chúng mình ăn thịt gà trong này cho ăn, hoặc là thịt con gì cho ăn. Úi dồi ui, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, đang đói. Nếu mà được người ta thịt cho chắc mình chắc phải ăn cả con mất. À sao, em có ăn không? Thôi em đang giảm cân, em chỉ ăn 2 con thôi. Trơn lắm. Nhưng mà đường đi ở đây cực kỳ khó khăn, tại vì xéo chắc là nhá, 1, 2. Trơn lắm anh ơi. Đâu, cảm ơn cho anh. Ui rất là trời. Anh ơi, đây như kiểu là người ta định xây một cái nhà nữa ở đây ấy, nhưng mà người ta chưa hoàn thiện anh ạ. Đây là một ngôi nhà đang bỏ dở, tại vì những cây gỗ này là khô hết từ rất lâu rồi các bạn ơi. Trên kia nữa kìa. Tảng đá này như kiểu người ta đục ra hay sao ấy. Đây người ta làm vứt cả một tảng đá vô đây, tại vì thế chứng tỏ những người này rất là khỏe luôn đúng không Trang? Nhưng mà tại sao người tí hon mà người ta lại khỏe thế nhỉ? Thì nhiều người người ta có thể vác được em. Bây giờ muốn đi nữa thì phải men theo con suối này các bạn ơi. Đi tít lên trên kia mà chỗ này toàn đá rất là trơn. Mà hôm nay vừa mưa xong, chúng mình mới đi vào đấy, trơn mà ngã ra đấy là rất là nguy hiểm. Nên là chúng mình sẽ định hôm nào mà trời nắng to, mấy hòn đá đây nó khô, không có rêu nhiều thì chúng mình sẽ đi khám phá các bạn nhá. Chứ bây giờ không dám mạo hiểm nữa các bạn ạ. À, Sam thì kiểu mệt rồi, ngồi từ nãy giờ kiểu mặt đây các bạn ơi, toát lên mồ hôi rồi, nóng rồi. Bữa thế nào hả Sam? Thôi anh ơi, bây giờ mình xuống dưới kia đi anh ơi. Ừ thôi đi xuống đi, thôi đi về đi hả Sam ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhá. Lần tới chúng mình sẽ làm video khám phá khu vực này, xem có bộ tộc người lùn ở đây không các bạn nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra những video mới nhất nhá. Bye bye các bạn.